nói lên cái không phân biệt cái thôi, dạ. Không phân biệt chủng tộc. Dạ. Chứ hồi xưa mấy chế độ Ngô Đình Diệm, chế độ mấy tướng lãnh Sài Gòn nó coi mấy người thường là ra gì đâu, dạ. Nó coi như là hạ cấp. Dạ. Mà cái đó là cái bậy. Dạ. Thành từ đó nó có những cái phản ứng như cái như phong trào phun rô cái này, cái dạ. Nó phản ứng nó chống lại. Cái là họ thấy là lẽ như họ bị kích thích bên ngoài việc chuyện này kia, nhưng mà nó khai thác những cái điểm mà đã có phân biệt đối xử. Dạ. Mà ở Việt Nam tôi công nhận là ông cộng sản ông, cái lý tưởng của ông rõ ràng là bình đẳng, dân tộc này dân tộc kia bình đẳng. Thì bây giờ những cái đối xử của mình chẳng hạn như những cái vùng lũ lụt vừa rồi đấy, những Tây Bắc của mình, dạ. Phần lớn là người dân tộc ít người, dạ. Và chúng ta cũng đối xử như anh em người ở dưới đồng bằng, dạ. Cái đâu có khác gì vậy? Cừu mang lắm chú ạ. Thì chúng tôi nghĩ là cái đó là cái thành công của ông cộng sản, dạ. Mà giới trẻ người ta phải biết, dạ. Người chứ hồi xưa là chúng tôi sống chế độ cũ biết, vẫn trong quân đội là cái này kia, thấy một người ông ra đê hay là ông người thường, dạ. Là người ta cũng có phân biệt đối xử, dạ. Chứ ông cộng sản rõ ràng xóa cái đó đó, dạ. Và có rất nhiều ưu ái chú ạ, thi cử cũng được cộng điểm, còn khuyến khích họ, dạ. Nhiều khi cũng có đáng nữa, nhưng mà khuyến khích của họ để mà họ đạt được như những người khác, dạ. Thì cái đó là cái lớn mà bây giờ thật ra những cái những nước như bây giờ mình thấy ngay Liên Xô cũ, dạ. Bây giờ Nga, người ta vẫn đối xử rất bình đẳng với những dân tộc khác, dạ. Chứ người nếu mà cái trường hợp nước Nga mà rơi vào những nước Đức là người Đức luôn luôn cho là một dân tộc thượng đẳng, dạ. Trong khi người Nga là người ta vẫn lễ nhiên trong dân chúng cũng có những cái đát này đến kia, dạ. Nhưng mà nhìn chung người ta đối xử bình đẳng, gọi là đường lối. À, dạ. Hồi xưa là như Liên Xô là gần như là cả chục nước khác nhau, dạ. Mà trình độ về phát triển cũng khác nhau, dạ. Tâm tư nguyện vọng khác nhau, nhưng mà người ta vẫn đối xử bình đẳng, vẫn là đồng chí anh em cách mạng, dạ. Thành tôi nghĩ là cái đó là cái lớn của bên phía cách mạng và cộng sản. Dạ. Qua cái chia sẻ của chú thì cháu cũng định hình nó rõ nét hơn. Có thể trước đây là cháu cũng có những cái băn khoăn, nhưng mà không nhìn ra được một cách nó tổng thể. Như vậy là tức là chủ nghĩa nào thì người ta cũng đều có một cái mục đích là người ta muốn cho cái đất nước của người ta phát triển. Và nhìn chung ra thì ông này hay ông kia thì cũng đều hướng tới một cái là cả thế giới là giống nhau. Thế giới đại đồng hay là toàn cầu hóa thì nó cũng là tới một cái chỗ nó gần gần giống nhau, xem giống nhau. Nhưng có điều là bên ông cộng sản thì cháu thấy là ông ấy phấn đấu theo kiểu là kiểu tổ chức, tức là kéo cái người dễ bị tổn thương trong xã hội, người nghèo, người khó, người nói chung là những người thiếu năng lực hơn ấy, kéo lên để bằng với những cái người bình thường. Nhưng đồng thời những cái người cá nhân có năng lực thì họ lại kéo xuống cũng bằng người đồng bình thường. Như vậy thì trong một cái giai đoạn cháu nghĩ là nó sẽ rất là tốt, vì nó động viên được đại đa số bà con. Nhưng trong một cái thời gian nào đó, đến một cái độ mà khi mà cái trình độ dân trí họ cao hơn lên thì họ có cái nhu cầu phải bứt phá, phải thể hiện, phải để mà bộc lộ được cái tài năng của mình, cũng như là phải sử dụng được cái năng lực của mình ấy, thì lúc đấy nó trở thành bức bối. Thì có lẽ lúc đấy là phải chuyển biến hơn, lại phải nâng lên một cái tầm cao mới hơn. Nhưng có lẽ là hầu hết các nước thì đều đã vẫn giữ nguyên cái khuôn cũ. Chính vì thế mà nó bức quá, nó bùng ra giống như cái rễ cây mà trồng ở trong một cái ấy, nó cứ quấn mãi rồi đến lúc nó nóng và nó áp lực nó cũng phải đẩy vỡ ra. Cho nên nó dẫn tới một cái là cái mô hình xã hội chủ nghĩa, cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó bị đổ. Cháu nghĩ như thế thì không biết là có, cháu nghĩ là nó cũng có một phần thôi, nó có nhiều nguyên nhân, nhưng đấy là một cái. Nhưng trong khi đấy thì cái bên tư bản chủ nghĩa mà người ta lại phát triển lên được thì bởi vì người ta lại dùng cái, người ta dùng cái cá nhân, đó chính là tự do, là
rất là tự do. Tự do để mà mình thi thố tài năng, phát triển cống hiến này kia. Thì cháu thấy nó cũng có cái hay. Nhưng mà như vậy là ở đây thì tóm lại, một bên thì là tổ chức và một bên thì là tự do. Cháu muốn chú phân tích cái chỗ này. Tôi là sống nhiều ở nhiều nước trên thế giới, dạ, đặc biệt là Mỹ, Pháp. Thì tôi thấy rõ là nó có vấn đề như thế này. Ví dụ ở Mỹ, vấn đề da đen, dạ, rõ ràng mình thấy người da đen nhìn chung có thể kém hơn người da trắng, dạ, về trí não, từ trường hợp là về thể thao, thể lực, họ là. Nhưng mà nhìn chung thì lấy nhiên họ bị cả trăm năm trong cái kèm kẹp của chế độ nô lệ đó, dạ, người ta cũng mất lên. Thành tôi nghĩ là trong từng nước một vẫn có những vấn đề chủng tộc, dạ, và vấn đề có phân biệt đối xử, dạ, và rõ ràng những chủng tộc khác như ở Mỹ là ngoài người da trắng thì họ khá hơn và người da màu kém hơn, dạ. Nhưng mà thật ra người da màu Á Châu chẳng hạn thì qua đó Mỹ nó cũng nể trọng như thế, vì dạ, thấy những người này giỏi thật, dạ. Người da đen phải công nhận họ không giỏi trong trí óc hay cái này cái kia, nhưng mà họ có nhiều cái lĩnh vực khác họ giỏi, về nghệ thuật, về thể thao họ giỏi, dạ. Thành cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ vấn đề ngay ở Việt Nam này có một giai đoạn là gần như là mình xóa đồng ấy, nghĩa là đồng đều, dạ. Thì cái đó là cần thiết trong cái giai đoạn chiến đấu, dạ. Là ví dụ trong giai đoạn cách mạng này mình phải giúp ví một ông chiến sĩ ra đê cũng như một ông chiến sĩ đồng bằng Bắc Bộ Thái Bình vậy, dạ. Người ta trình độ ngang nhau và người ta có thể chiến đấu để chống Đức Quốc, dạ, thì mình ta sử dụng hết, dạ. Và cái đó là cái đoàn kết đại đoàn kết dân tộc đó, cái đó là cái chúng ta đã thành công, dạ. Nhưng mà chị nói cũng đúng là đến bây giờ đến một cái giai đoạn chúng ta biến chuyển qua là phải có những cái thi đua, dạ, có những cái thành phần ưu tú nó phải nổi bật lên. Và những thành phần đó phải dẫn dắt trong phát triển kinh, ít nhất là về phát triển kinh tế và trí tuệ cũng dẫn dắt như vậy. Thì không có gì mà chúng ta vẫn duy trì những cái mà nó cũ mà không cần thiết, dạ. Chẳng hạn bây giờ như thế này là những người mà lãnh đạo chúng ta bây giờ nói là phải nghĩa là chọn ra những thành phần ưu tú để nâng nó lên và để nó dẫn dắt những cái thành phần này lên, thì đó là trong cạnh tranh, cái lời cạnh tranh về kinh tế thì nó cần thiết. Nhưng mà thật ra tôi nghĩ trong cái vấn đề mà khi mà chính sách về đối xử, tôi nghĩ nên không phân biệt cái đó. Không ai cấm là bây giờ mình đang cần ví dụ 100 kỹ sư giỏi để nó làm trong một cái phần nào của đất nước để về phát triển kinh tế đó, yeah. Thì không ai cấm cản là chúng ta bằng lợi nhuận, nghĩa là trả lương người đó có thể cao gấp 3-4 lần những người bình thường, yeah. Một kỹ sư bình thường với một kỹ sư mà giỏi phải công nhận khác nhau, yeah. Thì cái chuyện đó cái sao nó có những người dẫn dắt nó tiến lên được, yeah. Cái đó nước nào nó cũng phải làm đấy, yeah. Thành tôi nghĩ mà trong cái giai đoạn mà Liên Xô hay là những nước này kia, thật ra những thành phần ưu tú và thành phần xuất sắc thật đó, trong cái giới trí thức hay là trong giới kỹ thuật nó vẫn được ưu đãi, yeah. Chứ không làm sao, ví dụ như chị thấy trong cái giai đoạn mà cách mạng văn hóa của Trung Quốc cũng ghê gớm lắm, gần như là nhiều ông cũng bị đánh đập, nhưng mà đặc biệt mà trong ra lịch không được đụng tới mấy cái ông bác học mà đang làm bông làm nguyên tử cho mình, vì mấy người đó là của tương lai, yeah. Ở khu riêng, và những người đó được tự do mà không được mấy ông cách mạng hóa không được đụng tới mấy ông đó, vì họ biết đó là thành phần ưu tú, yeah. Mà cứ đem những cái bước để là Trung Quốc vươn lên, đấy là trí thức thật. Mà rõ ràng những người đó người ta làm cho Trung Quốc lên rõ ràng, yeah. Mà bây giờ tôi nghĩ Trung Quốc vẫn đang còn lại, nghĩa là như thế này. Tôi qua Trung Quốc vừa rồi tôi thấy tôi gặp những ông cấp thứ trưởng, vụ trưởng rồi là những cái giáo sư đại học không, hỏi ra là Hoa Kiều ở nước ngoài về, ở Mỹ về, nhưng mà người ta tranh thủ những người đó về trả lương cao gấp mấy lần không cán bộ tại chỗ, nhưng họ nói thật ra người này mình trả cho một thì họ làm mười cho mình. Thành những cái đó là cái chúng ta đang học tập,
tôi nghĩ là nó cũng không nghĩa là làm cho cái sự phân biệt nó rõ ràng lắm đâu. Vì thật ra thành phần ưu tú nó cũng chừng 0.mấy% của một dân tộc. Mà cái chuyện đó là mình nên khuyến khích. Thành Tuân đặt lại vấn đề là cái chính sách của mình đối với Việt Kiều cũng vậy. Việt Kiều thật nó không giỏi gì hơn những người trong nước, nhưng mà giỏi sao? Người ta đã được đào tạo bên ngoài, những nước tiên tiến rồi, và ngay nước ngoài, ở nước ngoài họ là cũng là thành phần ưu tú của nước ngoài. Dạ. Những người giỏi ở Pháp, ở Mỹ hay ở Nga hồi xưa, thì bây giờ về mình có một cái chính sách đối xử như thế nào đó để làm trong những cái thành phần kêu là elite, nghĩa là thành phần gần như là ưu tú của một đất nước, thì cái đó mình nên rõ ràng và nên có những cái chế độ chính sách cho rõ để làm cái công việc đó. Cái đấy ngày xưa thì các cụ gọi là chiêu hiền đãi sĩ. Thì chế độ nào cũng vậy. Dạ. Những cái chế độ ngay phong kiến của Việt Nam, mấy ông vua luôn luôn là ông coi cái thành phần cái là sĩ phu. Dạ. Là thành phần, mà rõ ràng cái thành phần nó ưu tú thật. Dạ. Chứ bây giờ làm sao một ông nông dân bình thường cày sâu cuốc bỏng giờ giấc đồng đi học hay là có trí tuệ phát triển. Dạ. Như vậy là trong cái gọi là tìm người hiện tại và sử dụng thì mình là vẫn làm chưa tốt, chú nhỉ? Không phải là vì cái điều kiện, có phải cái điều kiện kinh tế chưa cho phép, chứ mình không điên gì mà không dùng mấy người đó. Cháu sợ là Trung Quốc mấy chục năm trước thì nó cũng ba trời rồi. Nhưng mà sau đó thấy cái đó cần thiết. Dạ. Trong khi ví dụ nó cho nhiều công ty nước ngoài vô làm việc, vì sao nó trả một cái thằng Mỹ hay một cái thằng Tây tới là $100,000 chẳng hạn, trong khi trả một cái cha Việt Kiều, Hoa Kiều giỏi ở nước ngoài về chừng $1,000, mà trong khi cái thằng cha Hoa Kiều này nó còn giỏi hơn mấy thằng Tây kia nữa, thì người ta biết xét lại cái đó. Thành tôi nghĩ là Việt Nam cũng đến cái giai đoạn mình phát triển kinh tế rồi thì không ngại gì cái đó. Dạ. Trong cái câu chuyện về toàn cầu hóa, về thế giới đại đồng, rồi quốc gia dân tộc, thì cháu lại muốn hỏi với chú một cái vấn đề mà hiện nay cũng đang rất là sôi động ngay ở trong những người Việt và đặc biệt là trên thế giới mạng. Đó là việc mà những nhà sử học Việt Nam bỏ cái từ ngụy, không dùng từ ngụy, nó cũng gây nên những cái tranh luận rất là trái chiều. Quan điểm của chú thì thế nào về vấn đề này? Tôi thấy chiến tranh nó qua đã nửa thế kỷ rồi, thì bây giờ cũng không nên nhắc tới những cái từ đó. Thành cái loạt sách về sử học mà Phan Huy Lê cũng đưa ra thì tôi thấy họ mạnh dạn bỏ những cái đó thì đúng. Chứ bây giờ nên cũng không nên khơi lại cái nỗi đau của một người cả dân tộc trong cái giai đoạn đó, mà nên có những cái chính sách hòa giải hơn và hòa giải thực tế đấy. Chứ bây giờ mà trong thực tế thì thật ra thì bây giờ là cũng không có vấn đề đối xử lắm, nhưng mà rõ ràng cũng có một số vấn đề không áp dụng được. Chẳng hạn bây giờ tuyển công nhân viên chức hay là những cái cán bộ cao cấp vẫn phân biệt những người ngoài đảng hay là những người đó không được vô trong những cái chức vụ thay, mà cái đó là cái không cần. Tôi thấy Trung Quốc nó đã 10 năm, 20 năm qua nó đã bắt đầu bỏ cái đó. Bây giờ tôi qua Trung Quốc tôi gặp những người thứ trưởng, tôi hỏi ra, ổng không đảm nhiệm, ổng Hoa Kiều ở nước ngoài vậy đó. Mà vẫn làm lấy cấp tới cấp thứ trưởng. Trong khi Việt Nam mấy cái đó là chưa thấy khó. Mà họ nói là vì sao anh Ngô làm có khó khăn không? Họ nói thì cũng có khó khăn nếu sinh hoạt đảng được cái này kia, mấy người kia sinh hoạt riêng, mình sinh hoạt riêng. Nhưng mà mình đến chuyên môn của mình làm thôi, thì không ai nói gì mình. Mà chính sách của Trung Quốc là dùng mấy người đó làm cho Trung Quốc này. Họ nói là một cái người mà đem về như vậy là họ đã là đầu đàn của ở Mỹ, ở châu Âu rồi. Mà bây giờ đem họ về là gần như là họ rút ngắn cái thời gian hiểu biết của mình rất nhiều. Thành hồng mạnh dạng thao la. Mà tôi nghĩ Việt Nam thì cũng nên học tập theo cái gương đó. Cái gương gì của Trung Quốc xấu thì mình cũng chả
cần học tập, nhưng mà những cái gì nó làm hay thì mình phải học nhé. Dạ. Thì cái chuyện đó bình thường. Ở Trung Quốc thì cách đây mấy chục năm họ đã có cái thuyết con mèo ngoan rồi. Ừ. Dạ. Mèo nào bắt chuột được thì thôi. Vâng. Dạ. Nhân nói về chuyện là cái gì hay của họ thì học, thì cháu thấy là ở trong ở Việt Nam mình ấy, thì có một cái gọi là bài tàu, và đặc biệt là có những người rất cực đoan trong việc bài tàu. Cháu cũng nhớ là cách đây không lâu lắm thì khi mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, không hiểu là ông phát biểu ở đâu hay ông viết đâu, nhưng lan truyền ở trên mạng là ông có nói câu là nếu mà dân ta cứ ghét Trung Quốc thế này thì gay lắm. Và cái câu đó thì được đem đi để như là một cái lời chỉ trích ấy. Thì quan điểm của chú thì như thế nào về cái bài tàu? Cái tinh thần bài ngoại của người Việt Nam là có sẵn trong đầu. Bài ngoại. Thì cái chuyện đó là cũng dân mình nó bị lệ thuộc lâu quá rồi. Vì hồi xưa tàu rồi sau đó Pháp rồi Mỹ thôi, thì rõ ràng mình có ghét những người nước ngoài, có ghen tị luôn, thì cái chuyện đó bình thường. Mình thành tôi nghĩ là bây giờ cái vấn đề bài tàu thì tôi nghĩ như thế nào, nên nghĩa là trong đại đa số thì mình khó nói, nhưng mà ít nhất trong cái ý thức của những người mà có suy nghĩ, những người trí thức cũng nên nhìn lại cho rõ. Ngay tôi nói là tôi cũng nói chuyện với nhiều Việt Kiều, cũng nhiều nói với Việt Nam vì sao không chấm tàu cũng được cái này kia. Tôi nói thật đó, bây giờ nếu chiến tranh nổ ra giữa Trung Quốc với mình, anh có dám về Việt Nam? Anh cha nào lơ lơ lửng lửng không dám. Tôi nói con cái anh có dám về cầm súng đánh tàu cũng lơ lơ lửng lửng. Thì phải nhìn nhận như thế này, Trung Quốc nó cũng có những cái mặc cảm của người Trung Quốc. Họ thật ra họ đã bị phương Tây làm nhục của họ cả mấy thế kỷ. Mình đọc những cái chiến tranh nha phiến được của Trung Quốc từ nhà Thanh giờ rồi, thấy người Trung Quốc bị nhục quá. Dạ. Những cái chỗ như Hồng Kông hay Thượng Hải hồi xưa là thành nhường địa của nước ngoài. Dạ. Họ nhục chứ. Dạ. Tôi có nói chuyện với giới trí thức Trung Quốc, người ta họ có còn bài ngoại hơn mình nữa. Dạ. Nhưng mà đến lúc cần cho ảo ảo vào 20-30 năm rồi đó, công ty nước ngoài vô mở, lúc đầu nó cũng coi người Trung Quốc không ra gì hết, nhưng chỉ biết sau Trung Quốc trong 10 năm 20 năm nào nó cho vô, nhưng mà nó cứ gài người của họ ấy. Bây giờ nó tự lập nữa, là chứ hồi xưa nó coi mình coi người Á Đông ra gì đâu, còn bây giờ Trung Quốc nó nắm được, nó tự làm đấy. Đó là một bài học mình phải học. Rồi bây giờ mình lấy cái tâm lý nước Trung Quốc đang lớn mạnh lên kiểu này, thật ra nó cần có những cái vùng ảnh hưởng của nó xung quanh, thành không lấy làm lạ gì, nó cũng hơi kình kình với Việt Nam bị biển đảo này kia. Thì thật ra biển đảo cũng có vấn đề quyền lợi về vấn đề kinh tế trong đó, chẳng hạn như có thể có dầu mỏ dưới mà Trung Quốc đang cần hay cái này kia, thì thật ra là cái đó vấn đề lịch sử để lại. Thì cái chuyện đó tôi công tâm mà nói, tôi ngay tôi nói chuyện với mấy Việt Kiều, tôi nói tôi nghĩ vấn đề này nếu gây là võ trang thì không cần thiết, nhưng mà nên là một cái dạng nào đó hợp tác cùng có lợi thì hợp lý. Chứ bây giờ mình cứ rứng lên mà nói à tôi nhờ Mỹ để đánh anh, bao giờ thằng Mỹ nó quay trở lại Việt Nam để đánh cho Việt Nam đó, Trung Quốc đó, nó còn đi đêm với Trung Quốc nhiều hơn mình. Thành đừng nghĩ là quyền lợi của Mỹ là nó bên vực mình. Dạ. Nên không nên ảo tưởng về những cái chuyện. Dạ. Thành tôi nghĩ là những cái gì người ta trên thế giới, người ta kinh nghiệm, người ta đã giải quyết được rồi vấn đề. Thì biết cách đây nửa thế kỷ là cũng có tranh chấp ở trên biển Bắc Âu. Dạ. Từ cái nước xung quanh đó. Thì luôn luôn là có những cái tranh chấp về cũng quyền lợi của dầu mỏ ở dưới đáy biển đó. Dạ. Nhưng mà cuối cùng thì những nước đó ngồi lại với nhau, và bây giờ người ta chia quyền lợi với nhau, nước nào khai thác cái nào ra, thì bây giờ không xung đột vì vũ trang nữa. Thì tôi nghĩ là những cái nước Đông Nam Á cũng như với Trung Quốc thì gần như mỗi bên cũng nên nhún nhường nhau một chút. Dạ. Để có những cái quyền lợi, mà đừng để cho những cái thế lực mạnh ở nước ngoài nó vô. Mà lấy nhiên
Mỹ nó có quyền lợi của nó thì nó vẫn luôn luôn nó gây những cái xáo động. Và Trung Quốc thì thật ra ổng cũng muốn cho mình, cũng không muốn cho mình mạnh đâu. Đấy. Nhưng mà ít nhất là cũng cho sống được ổn ổn. Tôi nói sơ sơ vấn đề, mình không dám nói ra vấn đề ngay, vấn đề mà bây giờ là cái sông Mekong này. Đã. Trung Quốc là biết bao nhiêu cái độc trên kia. Bây giờ vì quyền lợi ổng, nhiều khi ổng đẩy cái nguồn nước ra để cho những vùng khô cằn họ bên Trung Quốc. Cái đó mình chết luôn. Đã. Thì thấy đồng bằng tôi cũng làm chuyện đó rồi, nó còn nước không? Ổng làm, ổng làm mới, ổng có 10 cái đập mà bây giờ ổng làm mới 2-3 cái đập mà mình đã ớn rồi. Đã. Đó là chưa kể là ổng quyền trợ cho bên Lào làm đóng đập. Thì những cái đập thủy điện đó là làm cho mình khổ. Nhưng mà bây giờ nếu không cân bằng với nhau, ngồi dàn xếp với nhau, nói là những cái đập nước của sông Mekong ở thượng nguồn gần như là những quả bom về nước nổ chậm. Dạ. Anh lộn xộn là người ta gây áp lực về cái đó mà. Anh cũng chết à, không phải là anh chơi được. Dạ. Thành tôi nghĩ là thời đại này là thời đại gần như không phải phải nói chuyện với nhau. Dạ. Và không dàn xếp. Đối thoại chứ không đối đầu. Chứ không. Đối đầu rồi thì nước mình đã mệt cái đó. Đối mãi rồi. À, thành nghĩ là những cái người lãnh đạo của mình bây giờ mình đứng vô cái thế của người lãnh đạo Việt Nam cũng khó. Dạ. Có nhiều ông trách là ông Phạm Nguyễn Phú Trọng hay là ông này ông kia mà nhượng bộ Trung Quốc quá đáng cái này. Tôi nói bây giờ anh thử anh vô anh làm lãnh đạo, anh cân bằng làm sao giữa Mỹ, phương Tây với Trung Quốc. Chứ bây giờ Trung Quốc có quyền lợi của nó. Trong câu chuyện về Trung Quốc thì có một cái là chú có nói là trong cái lịch sử ấy, thì Trung Quốc là cũng có những cái giai đoạn gọi là rất là dùng cái từ là nhục ấy. Thì ở đấy thì có một cái, trong đấy có một cái vấn đề về nhượng địa. Vì cái từ nhượng địa này cho nên cháu lại nhớ đến một cái vấn đề, mà vấn đề dẫn đến một cái sự kiện rất gần đây và cũng rất là nóng. Đó chính là cái chuyện Ba Đặc Khu mà dẫn đến một cái cuộc bạo loạn. Nó không lớn như là ở Bình Dương, nhưng mà cái tính chất thì nó lại có vẻ như là nghiêm trọng hơn. Thì thứ nhất là về ba cái đặc khu thì chú có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Tôi thấy ở trên thế giới là cái vấn đề đặc khu rồi cả mấy chục năm này người ta đã làm nhiều chỗ rồi. Dạ. Có chỗ thành công, chỗ không thành công. Cái đặc khu lẽ nhiên nó kèm theo cái vấn đề mà cho thuê đất. Dạ. Mà cái vừa rồi là cái ồn ào nhất là vấn đề nó là 9 năm. Dạ. Cái nó là gần như 3 bốn thế hệ thì họ sợ. Nhưng mà họ sợ nhất là vấn đề là cái người mạnh nhất mà có thể vua dễ dàng nhất là Trung Quốc. Dạ. Sát mệnh. Họ có tiền, có thế. Và họ nghi ngờ mấy cái ông lãnh đạo địa phương người ta muốn bắt Trung Quốc lại. Dạ. Và cái chuyện đó đã xảy ra nhiều rồi. Dạ. Thì nghi ngờ của dân chúng là có, nhưng mà thật ra mình phải bình tĩnh mà nói cho rõ ràng lại. Dạ. Chứ tôi nghĩ là cái chuyện đó là cả thế giới đặc khu là họ làm bình thường. Vấn đề đặc khu là tôi nghĩ là cả thế giới đều làm ấy. Thật ra là hấp dẫn nước ngoài vào. Nhưng mà cái mục đích chính của mình nên là cái đám nào nó thật ra nó vừa có tiền và đồng thời có kỹ thuật thì nên để vào. Chứ bây giờ đặc khu mà đặt ra vấn đề là để casino đánh bạc đánh đồ không thì thật ra cái đó là nó hạ cấp nhất. Dạ. Mà người ta đã làm nhiều. Cái đó bây giờ là Campuchia nó còn làm hơn mình. Sihanoukville là bây giờ nó gần như thắng đứng cho Trung Quốc. Dạ. Thành nhiều cái chuyện là mệt lắm. Thành tôi nghĩ là nên nói rõ là cái mục tiêu của đặc khu là làm cái gì. Ông đặt ra là anh hấp dẫn được những người đầu tư cao cấp về khoa học kỹ thuật để làm cho cả nước tiến lên theo. Thì cái đó này là cái nguồn đặc khu mà bây giờ nói là để nhường cho người này mua, người kia mua, có tiền vô mua. Rồi dân chúng thì người ta cũng đâu có biết được nhiều. Họ xuyên tạc thì họ cũng nghĩ họ sợ nước ngoài vô đó. 99 năm ở lì đó thì cũng mệt lắm. Thành ra đất nước của nó thành một vấn đề.
mình phải nên làm rõ. Như vậy là trong cái để bị lợi dụng mà dẫn đến cái sai phạm của nhân dân ấy, là cũng một phần lỗi do chính phủ chưa minh bạch, đúng không chú? Ông chính phủ thật ra ông cũng có cái thế khó của ông cắn cái làm sao ông nói hết ra những cái ý đồ ông được. Nhưng mà bây giờ đã ra quốc hội rồi thì nên công khai cho người ta bàn cãi, dạ, và cho những cái ý kiến trái chiều, dạ, mà nếu cần họ nói mình giải thích, dạ. Mà mục tiêu mình đặt ra rõ ràng, đặc khu là anh hấp dẫn những cái nước ngoài vô mà kinh tế cao, dạ, và đồng thời anh trình độ kỹ thuật cao, dạ, thì nên chấp nhận, dạ. Chứ còn đừng nên nói nhiều quá về vấn đề mở sòng bạc, dạ, hay là mở khách sạn, cái đó không có hay hơn gì đâu. Khách sạn hay là chỗ khu resort thì thật ra là cả bờ biển của Việt Nam chỗ nào cũng làm được, mà cũng không cần phải đặc khu. Dạ. Mà vì sao lại trong cái đặc khu thành người ta cũng đặt dấu hỏi trong đầu họ, dạ, mà lẽ nhiên họ cũng bị khai thác tác động của những cái đám chống chính quyền, dạ, thì nó lên web rồi cái này cái kia thì nó xuyên tạc một tiếng là cũng mình cũng kẹt, những chuyện đó bình thường, dạ. Chẳng hạn như cái gương rõ ràng cái thành phố Mô Gia, bản thân tôi không đồng ý cái thằng Phật Mô Gia của Việt Nam, dạ. Cái thằng này là tiền lệ của nó nhiều nước ở Đông Nam Á, nó hôm nó đã làm bể rất nhiều rồi, dạ. Nó chuyên môn đêm, nó là đằng sau là Trung Quốc, tên là Phật Mô Gia là tưởng là Đài Loan, nhưng mà thật ra nó là Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề như cái hiểu Phật Mô Gia hay là một cái công ty gì mà đang ở Hậu Giang, công ty BM rồi gì cũng của Trung Quốc vô làm nhẹ da làm cao su, mấy cái đó không nên. Mình hy sinh về cái vấn đề môi trường để mà lấy vài cái đồng lợi nhuận mà chưa chắc nó đã cho mình thành, không nên từ đó gây những cái tranh luận không cần thiết ở trong đó. Dạ. Theo như cháu ấy, thì với cái tình hình kinh tế hiện nay, cuộc sống của nhân dân thì cũng khá là phát triển và cũng ổn định, thì những cái việc cấp tốc như là phải hy sinh một cái này để lấy một cái kia thì có lẽ mình không nhất thiết, đúng không chú? Mà mình nên cân nhắc. Ví dụ như là có những cái giai đoạn mình đói kém, khó khăn thì bắt buộc phải hy sinh. Lúc đấy còn đói thì là phải chấp nhận có khi đổi nửa cái nhà chỉ để lấy thúng thóc thôi chẳng hạn, cũng phải chơi. Nhưng mà bây giờ thì với một cái trình độ, một cái mặt bằng chung kinh tế trong đất nước ấy, thì cháu nghĩ là mình được quyền đi chậm lại một chút, nghĩ kỹ hơn một chút để mà có những cái chọn lựa. Mình được quyền chọn lựa, đúng không chú nhỉ? Tôi nghĩ khi mà quyết định những cái nước ngoài vốn đầu tư, dạ, mình nên giao cho những cái cơ quan hơi khách quan chút, dạ, đừng để mấy cái nhóm lợi ích nó vô. Dạ. Lợi ích thì họ lấy, nhưng họ chuyên môn mua đồ cũ. Dạ. Mấy chục năm trước là tôi gặp những cái trường hợp đó, dạ, rất là bực. Dạ. Đồ cũ của mấy cái nước Âu Châu nó hay là Mỹ nó thải ra rồi mình mua lại giá rẻ. Dạ. Nhưng mà trong đó là có những để đi sân sau ở trong, thành những vấn đề nó không cần thiết. Mà cái gì họ kêu là nó xuất khẩu những cái ô nhiễm của nó qua nước mình, cái đó mình nên tránh. Đến lúc như chị nói là vấn đề thu nhập của mình thì dân chúng nó cũng khá này rồi, dạ, không đến nỗi mà phải hy sinh ghê gớm như vậy. Dạ. Tình những cái kiểu như Phật Mô Gia là mình nên tránh xa đấy. Dạ. À, vâng. À, như vậy là cháu nghĩ là nếu như người ta công tâm thì như chú cháu mình không hưởng lợi gì ở trong một cái việc nào đó thì mình làm nó sẽ mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, trừ khi là mình không đủ năng lực. Còn nếu mà mình không đủ năng lực thì mình cũng không nên tham gia vào. Đấy là cái câu chuyện của nhượng địa, của đặc khu. Và cháu cũng rất là thích cái quan điểm của chú, rất rõ ràng, phải minh bạch. Tức là đặc khu, nhưng đặc khu là ông làm cái gì? Và có nhiều người đặt ra vấn đề là nói là mình không có đủ trình độ để mà đánh giá những cái đầu tư nó vào như thế. Ai ai cấm anh bây giờ
Nếu cần thuê nước ngoài vô đi. Dạ. Kêu giá nước ngoài nó vô nó thẩm định cho. Dạ. Cũng tốn bao nhiêu tiền mà còn đỡ hơn những cái hậu quả sau này. Tôi nói ngay cái vấn đề phòng bao dài. Anh giao cho cái thằng Hà Tĩnh làm sao nó làm nổi được. Dạ. Bây giờ trách cái anh chả bí thư đó hay là mấy cái chuyên viên đó thì cũng không trách được. Dạ. Trình độ ở chừng đó mà họ được giao quyền nhiều quá như vậy. Họ đâu có biết ông Phùng Mai Giao ông tới mức độ nào. Dạ. Và ông ô nhiễm như thế nào. Dạ. Và tiền lệ nó trên thế giới xấu như thế nào đó. Tôi nói hồi nó chỉ thuê 2-3 chuyên viên nước ngoài vô nó dồn nó biết liền. Dạ. Thế là bây giờ ngay Việt Kiều này thì thuê vài Việt Kiều giỏi nó về nó thẩm định cái đó dư sức. Dạ. Chú cháu mình đi cũng ghê đấy chứ nhỉ. Từ câu chuyện tranh đấu xong rồi sang đến tận thế giới đại đồng, rồi về đến khu nhượng địa, rồi về đến cái đặc khu kinh tế,